Mỗi buổi sáng thì là mới luôn sự thành tín Chúa là đứng lắm. Trong những một buổi sáng, những người theo Chúa cảm thấy rằng một buổi trưa, mỗi buổi chiều, mỗi buổi tối, giữa đêm khuya, lúc rạng sáng, những người gần với Chúa cảm nhận là Chúa thương chúng ta một cách mới và bày tỏ lòng thành tín của Ngài đối với chúng ta. Trong tinh thần đó, chúng ta hiểu điều Thánh Phaolô đã viết cho hội thánh Roma, đoạn 8 và 28, Phaolô nói rằng mọi sự hiện tại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Chỉ có làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Và chúng ta là những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Và chúng ta hưởng được lời hứa đó để thấy rằng trong cảnh vui, trong cảnh buồn, trong tình huống nào, nếu chúng ta có Chúa và có nhau, chúng ta nhìn thấy được sự lợi ích đó. Và trong quan cảnh của một tang lễ, Chúa hé mở chúng ta nhìn thấy được quan cảnh của thiên đàng, là nơi có sự hiện diện của Chúa, là nơi chúng ta sẽ gặp lại những người thân yêu của chúng ta từ muôn dân, muôn nước và khắp nơi trên mặt đất này đều đến để cùng tôn thờ, ca ngợi Chúa và san sẻ niềm vui của thiên đàng. Giờ đây trong cảnh này, quan cảnh mà Chúa mở cho chúng ta thấy là quan cảnh của một miền vinh hiển. Bài hát của một sứ đại mạng họ đấy là yêu thích. Thì bà tin một điều như thế này: trong chốn ấy rất yên dịu, bờ bên đó thỏa mãn mấy ta gặp nhau. Trong chốn ấy rất yên dịu. Chúng ta sẽ hưởng được giờ phút yên dịu đó, chúng ta cùng dâng lên tiếng hát của thánh ca về kinh nghiệm. Xin dạy người làm kinh nghiệm. Yeah.
Thưa quý vị, chân dung của một người phụ nữ hiền đức được mô tả qua bốn nét vẽ trong văn hóa mà chúng ta quen thuộc với tứ đức. Tứ đức gồm có công, dung, ngôn, hành. Công là đảm đang, tài khéo, việc nội trợ, quán xuyến, việc gia đình. Dung là vẻ đẹp, duyên dáng, khả ái. Ngôn là ăn nói dịu dàng, lễ độ. Và hành là đoan trang, thùy mị, nết na. Ca dao có câu, người thanh tiếng nói cũng thanh, chuông kêu khả đến bên vằn cũng kêu, chim khôn kêu tiếng rạch ra, người khôn nói tiếng dịu dàng, dễ nghe. Có thể căn cứ vào cái cách cư xử nói năng của một phụ nữ mà chúng ta có thể đánh giá được phần nào về tư cách của người đó. Nàng ăn nói khôn ngoan, lấy nhân từ làm kim chỉ nam, nàng chăm sóc mọi việc trong nhà, không bao giờ biến nhá. Con cái chúc nàng hạnh phúc, chồng thì tấm tắc khen. Có nhiều phụ nữ tài đức nhưng nàng vượt xa mọi người. Tôi thích chữ hiền đức, vì chính những người nói về tài đức cũng đã kết luận như thế này: duyên là giả dối, sắc là hư không. Nhưng ai kính sợ Đức Chúa Trời được ca ngợi hoài. Nhưng ai kính sợ Đức Chúa Trời được ca ngợi hoài. Chiều hôm nay chúng ta được có một cơ hội để cùng ca ngợi Chúa với một người hiền đức đã từng kính sợ Chúa, để những gì những người đó để lại, những gì chúng ta vẫn nhắc nhở hoài về một đức tin thành thật, một đức tin rất là bền vững trong Chúa. Để lại tương phản với câu hát ở trong văn hóa, gia tài của mẹ để lại cho con là gì? Gia tài để lại là một bọn lai can, là một lỗi bồ tình, là một nước Việt buồn. Ngược với những gì ở trong văn hóa và cuộc đời để lại, người mẹ đức tin của chúng ta đã được mô tả qua hai cái tên là Eunice và Louise. Louise là bà và Eunice là mẹ. Chân dung hiền đức được vẽ lên bởi một nét thật đậm và thật đơn giản là đức tin thành thật. Gia tài của bà, gia tài của mẹ để lại cho con, cho cháu là đức tin thành thật. Thưa quý vị, cá nhân tôi biết một bà như thế, biết một bà cố như thế, một bà nội như thế, một bà ngoại như thế, một bà mẹ như thế, một bà chị như thế. Bà đã để một gia sản tương tự là cho con cháu mình, là những người sẽ được vinh hạnh bày tỏ niềm thương yêu kính mến qua vật khăn tan mà chúng ta sẽ nhận hôm nay. Thời ý muốn tốt là được trọn vẹn của Thiên Chúa và y theo số ngày mà Chúa đã định cho bà luật sư Đặng Ngọc Thọ, vũ dân Nguyễn Thị Hương đã về an nghỉ trong nước Chúa sau những năm tháng cùng chồng dốc lòng phục vụ Chúa. Riêng tôi, vận khăn tan tôi sẽ nhờ để bày tỏ lòng kính mến để phục vụ quý chị. Tôi cũng muốn bày tỏ niềm kính phục sâu đậm đối với một bà luật sư. Tôi nhìn rõ cuộc đời của Chúa của mẹ tôi, tôi nhìn rõ sự vị Chúa của chị tôi, và cũng biết bao nhiêu những bà luật sư. Trong tang lễ của mẹ tôi 20 năm trước đây, tôi đã không ngại nói ra điều tôi cảm thấy uất ức vì những oan nghiệt mà những bà luật sư phải gánh lấy. Những bà luật sư mẹ tôi nói rằng ăn cơm Chúa múa tối ngày, và qua cái việc múa tối ngày đó đã bày tỏ được sự hết lòng, hết sức, hết trí và hết linh hồn để hầu việc Chúa. Mẹ tôi và con gái đầu lòng của bà đã trở thành một phiên bản của những bà mục sư để cùng chồng làm dấu trăm họ. Làm dấu trăm họ. Đúng thế quý vị. Nhưng mà cả cuộc đời chức vụ vẫn chứng minh một điều này: không thể nào làm vui lòng tất cả mọi người. Vì vậy tiếng đời có thể nói rằng con hư tại mẹ, cháu hư tại bà,
tất cả những bà Việt Nam nào, bà mẹ Việt Nam nào cũng gánh những cái tiếng như thế, và tự ta người làm rằng mình vẫn phải làm trọn bổn phận của người vợ, người mẹ. Nhưng lòng châu trong họ thì là châu như thế này. Tôi không chịu được những cái vô lý đã đem lại sự khổ tâm, khổ lụy cho một người hầu việc Chúa. Nhưng ai đã từng làm con mục sư của vị hiểu được này. Không có gì đau lòng hơn cho cha mẹ là mục sư mà nghe những người trong hội thánh, những người trong bà con, những người trong thiên tiếng lưu nói rằng có mục sư mà sao kỳ vậy, có mục sư mà sao thế này thế kia. Và tôi đã chứng kiến những dòng nước mắt đổ xuống thì những người có mục sư cần tỏ ơn khi được làm trọn thiên chức của một người có mục sư. Nhưng mà thưa Chúa, sau tang lễ của mẹ tôi thì tôi đã nói với tôi điều này: Hoàng ơi, nếu em quan niệm sự vì Chúa là làm dâu trăm họ thì đã làm giảm cái giá trị của sự kêu gọi dấn thân phục vụ Chúa. Vì thế anh nên suy nghĩ là nếu mình được làm dâu nhà Chúa thì sao? Nếu mình được làm dâu nhà Chúa thì sẽ thấy vừa nhẹ nhàng, vừa vinh hạnh. Và cảm ơn Chúa, ta đã bước vào chức vụ ngay sau tang lễ của mẹ tôi. Và tôi đã về với Chúa mang theo ước nguyện của bà. Và trước đó 5 năm, ba tôi cũng đã về với Chúa mang theo ước nguyện của con mình sẽ tiếp nối chức vụ. Nhưng cho đến chừng tiếng gọi của Chúa, tôi thấy như làm vô trong họ, nó mang tiếng nguyện mới. Và nhìn thấy được con cái của chị tôi bước vào trong sự phục vụ Chúa. Phục vụ Chúa và hầu phục vụ xứng đáng. Thì xứng đáng có nghĩa gì? Sống một đời sống xứng đáng không phải là điều tình cờ, không phải là vấn đề của hoàn cảnh, nhưng là một lựa chọn, chọn lối sống có giá trị để sống. Và có một đời sống có giá trị để chết. Vì vậy tiêu chuẩn phục vụ xứng đáng là hãy làm việc gì, hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Và khi biết là mình làm cho Chúa thì việc thưởng phạt thuộc về Chúa. Tất cả những việc khác thì chúng ta đưa vào sự để ý của những người chung quanh để được lời khen, để bị khó chịu khi nghe tiếng chê, thì làm rung động cái sự kêu gọi Chúa trần của chúng ta. Và như thế, và như thế tôi có thể kết luận một lời như thế này về một người vừa nằm xuống mà một sứ đang nằm tỏ, nữ danh Nguyễn Thị Hương. Trong danh Chúa Thầy Giê-xu đã làm trọn lời này là bà đã được thỏa lòng sống lâu trên đất. Có rất nhiều người Chúa cho được sống lâu mà không thỏa lòng, và hầu như mọi ước nguyện của bà trong những năm tháng cuối cuộc đời, có lẽ những việc được xem là viển vông, được xem là bất khả thi, được xem là không thể nào có thể thực hiện được, thế mà từng chuyến đi, từng việc ước mơ, Chúa đã cho thành tựu trong ý định tốt đẹp của Ngài. Dù vậy, trong thực tế, tôi không biết bạn đã đem theo những gì, vì mỗi người chúng ta và cả bà nữa có những điều mà có những niềm riêng ta. Niềm riêng ta để làm gì? Niềm riêng sống thì để bụng, chết thì mang đi. Bà sẽ gặp Chúa và bà biết rằng Chúa đã cho một cuộc sống được thỏa lòng sống lâu, và những niềm riêng đó đang nằm gọn trong bàn tay của Chúa để được Chúa an ủi, Chúa vỗ về. Và nơi bà đang ngồi bên cạnh Chúa, trong lòng của Chúa, trong vòng tay yêu thương của Chúa, sẽ được lau ráo tất cả những nước mắt u sầu. Thưa quý vị, tại sao chúng ta họp lại đây để dự lễ phát tang? Việc dự lễ phát tang trở thành một nghi lễ và đúng theo lời dạy của Thánh Kinh dạy chúng ta như thế. Văn hóa phong tục tập quán của mỗi dân tộc đều có điểm giống nhau và khác nhau về tang chế. Nhưng việc bày tỏ lòng tiếc thương một người quá vãng, người mãn phần qua hình thức chịu tang, để tang, chôn cất
thì rất thích hợp với lời dạy của Thánh Kinh. Sách Thế Ký đoạn 23 câu 1 câu 2 chép: Sarai hưởng thọ được 127 tuổi, Abraham là chồng người chịu tang cho Sarai và than khóc người. Sách Thế Ký đoạn 35 cũng chép về trường hợp của Rachel khi Rachel qua đời. Rachel qua đời được chôn bên đường về Bethlehem và Gia-cốt dựng một mộ bia, đến ngày nay hay còn di tích. Chiều tang có nghĩa là một hình thức thể hiện sự đồng lòng thương kính một người đã khuất. Để tang là dấu hiệu bày tỏ cho các thân tín hữu biết ai là người được trọng tang quyến. Riêng việc xả tang, chúng tôi sẽ không đặt vấn đề và sẽ không có việc xả tang trong tang lễ của đồng sự. Chúng ta sẽ nhận vần hang tang. Chúng ta nhận vần hang tang đó để chúng ta bày tỏ lòng thương tiếc kính mến của một bà cố, một bà nội, một bà ngoại, một bà mẹ, một bà chị, một bà vợ. Và trong những trang cuối của đường sáng hàng ngày mà tôi ghi lại những dòng này, và ước ao rằng khi mình đã về với Chúa, những đứa còn lại Hương, Huệ, Hoan, Hằng, Hoài sẽ dùng lời này để mà an ủi nhau. Con ơi, ta không hứa trời luôn xanh hoa vì mỗi ngày, vui tươi không khổ sầu. Nhưng con ơi, ta hứa trở lực từ trời, điểm ơn trong thử thách, tình yêu không bề trời. Thank you.